khi mình mua một sản phẩm nào đó là về cái chất lượng và về cái dịch vụ của cái nơi bán đó, chứ mình nghe cái câu phá giá là mình out liền luôn các bạn. Đối với mình, ai bán mà nói ừ giờ shop kia bán giá đó, tôi bán phá giá cho anh, là mình out liền các bạn. Thà là các bạn nói ừ shop kia đang bán giá đó, dạ anh ghé shop em đang có chương trình khuyến mãi giảm giá tí xíu gì đó, hoặc là tặng thêm cái gì đó, hay là mình sẽ mua cái shop, hai cái shop, có thể là shop này giá cao hơn shop kia nhưng mình mua shop này, vì thứ nhất là mình biết cái shop này là họ có cái dịch vụ hậu mãi tốt, họ chăm sóc khách hàng tốt, họ làm thương hiệu tốt, họ làm marketing tốt, và họ có một cái thâm niên trong nghề rất là lâu đó, thì đó là mình có thể là mình ủng hộ đó, mình nói thật lòng. Cho nên mình hy vọng là anh em cái video này có thể tiếp cận nhiều người, và anh em nên bỏ đi cái cách mà mở đầu phá giá bán hàng, đừng có phá giá anh em. Thế giới họ rất, họ nghe hai cái từ đó khi mà các bạn mà làm việc với các thương hiệu ở thế giới quốc tế, thì các bạn nói từ phá giá là bảo đảm là các bạn không bao giờ làm việc được với họ đâu. Phá giá hay là cái gọi là cái không không có thật trong kinh doanh là họ rất ghét, họ rất ghét ghét à, ghét ghét. Sorry, nên mình người miền Tây cho nên là có nhiều từ mình nói nó hơi lớ lớ đó, cho nên mình muốn chia sẻ lại là có nên học hay không. Nên học nếu mà các bạn có điều kiện dư tiền, tiền nhiều dư mà các bạn nên học thôi. Học các bạn cũng lựa chọn, thực tế thì cũng không phải thần thánh quá đâu bạn, đó là những cái kiến thức cơ bản mà có thể là một số người họ giỏi, họ hệ thống kiến thức, những kiến thức đó có thể là họ góp nhặt từ những cái trang lớn, thì thay vì các bạn tự đi đọc thì họ đọc xong xuôi nhiều trang, họ tổng hợp và thêm cái kinh nghiệm nữa, thì có thể là các bạn học nhưng mà nên lựa thầy lựa cô đó bằng cái cách các bạn cảm nhận được qua những cái video họ nói. Chứ còn thực tế mà nói mà có soạn sẵn hay là nhìn màn hình nói thì thực tế thì ai cũng nói được bạn, nhưng mà nếu các bạn tinh ý thì bạn nhìn cách họ nói là bạn biết là họ nói theo có cái kinh nghiệm của họ, có cái trải nghiệm của họ, hay là họ nói chỉ là nhìn đọc văn bản thôi, hai cái khác nhau. Còn nếu mà các bạn không có tiền, ít tiền đó thôi, các bạn có 9-10 triệu thì nhiều khi 9-10 triệu để mình có thể mình lo tiền học cho con, tiền ăn cho con. Còn bán hàng thì có thể là bạn ghé kênh của mình đi, mình quay mấy cái video clip mình chia sẻ cho các bạn. Đầu tiên các bạn muốn bán được hàng đi TikTok đúng không? Đây là cái kênh của mình nè, kênh mình vọc vạch chơi thôi để mình test với các bạn, thì mình cũng bán được khoảng hơn 50 đơn hàng rồi. Mà cái hệ thống TikTok nó cũng hơi 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 còn yếu kém, nó hay đánh vi phạm lỗi mình mà mình cũng không có thời gian mình kháng cáo luôn. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ những cái video clip. Đầu tiên các bạn muốn, giờ các bạn muốn bán một cái hàng gì đúng không? Bán cái này. Mình ví dụ thôi, các bạn muốn bán một cái con máy 650k. Bây giờ có biết, các bạn biết là giờ thị trường các bạn bán đi 6 cái máy này là, để mình tắt cái radio, cái 650k thì các bạn biết rồi. Rồi. Từ các bạn để mở lên này. Rồi ok, các bạn, cái kênh này mình lập ra thì bán hàng chỉ là một cái mình vọc vạch cho vui thôi. Nếu bán được hàng thì mình có thêm tiền để mình mua cà phê, hay là mình có thể mua những thiết bị đó mình chia sẻ với các bạn. Còn cái mục đích mình lập ra, mình chia sẻ lúc đầu, mình chia sẻ những cái video về những gọi là những cái giây khoảnh khắc thư giãn cuộc sống thôi, để cho mọi người thư giãn hơn. Nhưng mà mình sẽ cố gắng chia sẻ những cái video, những cái món hàng về công nghệ nó có thể phục vụ các bạn quay clip tốt hơn, bán hàng tốt hơn. Bây giờ mình nói về cái chuyện bán hàng đi. Bây giờ bán hàng đừng đừng nghĩ tới cái chuyện mà gọi là phá giá nha các bạn. Mình ví dụ đi, chiếc máy này nó là 650k thì các bạn thấy là các cửa hàng đều bán 650k, và bạn cũng không thể bán mà quá rẻ. Tại vì rõ ràng lợi nhuận của những chiếc máy này nó cũng không cao đâu các bạn. Có rất nhiều món lợi nhuận nó không cao nhưng bạn vẫn bán, thì có rất nhiều người quan tâm. Ngoài cái chuyện lợi nhuận thì có nhiều khách hàng quan tâm tới bạn, thì họ mua cái món này xong rồi họ thấy dịch vụ của bạn tốt đúng không? Họ sẽ mua những cái món khác. Vậy bây giờ nói ra thì giờ shop nào cũng bán 650k thì bạn cũng bán 650k, chứ không lẽ bạn bán 400k hả? 400k là bạn lỗ chết luôn. Nếu mà bạn bán càng thấp thì cái lợi nhuận bạn không có, và để bù những cái chi phí khác chăm sóc khách hàng cái này kia rồi thì lấy làm sao mà bạn ấy
rồi bạn nếu mà bạn xây kênh thì bạn phải tốn tiền cho nhân viên quay clip nữa, đúng không? Vậy thì làm sao để mà bán được món hàng này? Thì nó chỉ có cái tâm người bán thôi. Đầu tiên, bạn bán một món hàng thì bạn phải thành thật với chính bạn là cái máy này nó có tốt hay không. Thì bạn sẽ chia sẻ những cái điểm tốt, những điểm chưa tốt. Thì lúc đó khách hàng cảm nhận được cái bạn chia sẻ và họ sẽ ủng hộ qua những từng cái video clip bạn cố gắng. Còn thực tế thì bạn cứ khen chê thoải mái đi các bạn. Tại vì nếu mà có những cái điểm rõ ràng là nó chê mà bạn khen và khách hàng mua về họ trải nghiệm không có như cái kỳ vọng mà bạn chia sẻ thì họ cũng không tin tưởng bạn và họ sẽ quay đi mua cái shop khác. Thì nên bạn cứ khen chê thoải mái. Bất kỳ một sản phẩm nào đó, nó dù là 1 triệu hay là 100 triệu thì nó cũng có những cái điểm khen chê các bạn. Nó là bình thường, bạn khen hay bạn chê thì mỗi sản phẩm nó đều có cái tệp khách hàng của nó và đều có người mua cả bạn. Giống như cái điện thoại cục gạch này 650k rất là rẻ luôn mà các bạn có thể xem YouTube này kia nhưng mà rất nhiều người thích nhưng mà cũng có rất nhiều người họ chê. Đúng không? Đó, thì đó là nhu cầu và tệp khách hàng. Khi mà mình cầm một cái sản phẩm này mình không có bán hàng, mình mua, mình quay chia sẻ thông tin thôi. Nhưng nếu quay ngược lại mình muốn bán món hàng này thì mình cầm trên tay mình sẽ coi bây giờ mình sẽ nghĩ là một người nhu cầu bình thường họ dùng cái máy này thì họ sẽ trải nghiệm được những gì, rồi hay là cô chú lớn tuổi dùng cái máy này như thế nào, thì mình sẽ làm những cái video mình chia sẻ. Thì qua những cái video chia sẻ đó là những cái mà gọi là những cái giá trị cộng thêm mình chăm sóc khách hàng các bạn. Thì khách hàng khi họ xem mà họ thấy ok, họ quý mến mình, từ là một cái người lướt vô tình lướt xem thôi và họ sẽ đăng ký kênh mình là người quan tâm, xong rồi từ những cái video chia sẻ chân tình của mình họ làm fan của mình và họ mua hàng của mình, họ ghé mua cái máy này, xong rồi mua máy này thấy ok shop này chia sẻ làm sao tôi mua về nó y chang như vậy, và từ cái người lướt vô tình thấy cái video của các bạn họ trở thành fan của các bạn, họ trở thành khách hàng của các bạn, họ mua một cái món giá chỉ có 650k nhưng mà họ ấn tượng và shop bạn có bán những cái món khác, điện thoại khác 20 triệu, họ sẽ ghé ủng hộ cái món 20 triệu của bạn. Bán hàng nó là như vậy, nó là một cái hành trình đi lên như vậy đấy. Còn bây giờ nếu mà các bạn bán hàng mà các bạn không phải nhập hàng mà các bạn bán hàng thông qua cái tiếp thị liên kết các bạn, đó là một cái xu hướng hiện đại hiện tại và sắp tới. Thực tế thì nói thì cái tiếp thị liên kết thì nó có rất là lâu rồi các bạn. Mình chơi trên các nền tảng YouTube các kiểu thì mình biết là nó rất là lâu rồi. Thế giới họ còn đi lâu hơn mình nữa. Mình chỉ phát triển mạnh những năm gần đây thôi. Từ từ thì nhiều người thì hiểu hơn, mở rộng cái tầm nhìn hơn. Tại sao có cái tiếp thị liên kết các bạn? Mình ví dụ thôi, thay vì một cái điện thoại hay là một cái món nào đó các bạn để các bạn bán á, thì dĩ nhiên là các bạn để bán là lợi nhuận của bạn cao hơn, còn thông qua tiếp thị liên kết thì lợi nhuận của bạn có thể giảm, nhưng mà rõ ràng có nhiều người họ chia sẻ về cái sản phẩm này của bạn, nhiều kênh lớn họ chia sẻ thì rõ ràng cái thông tin sản phẩm của bạn nó rộng hơn và nó thuyết phục nhiều đối tượng hơn. Đó là cái chia sẻ của mình. Rồi bây giờ để bạn tiếp thị liên kết được như vậy thôi. Cái sản phẩm này cũng vậy. Mình ví dụ thôi, giờ mình nói món khác đi. Mình ví dụ một cái tai nghe đi. Mình ví dụ đi, đó, ví dụ cái tai nghe này là cái tai nghe này thì của owner. Mà trong video này thì mình không có bán, mình không gắn vô hàng gì đâu, mình nói là giá bình thường nó là 990 ngàn bạn. Nhưng mà cái giá giảm của nó đang giảm là nó còn khoảng 300 ngàn, phải nói là cái mức giá 300 ngàn này thì không có điểm gì chê đâu bạn. Rồi, ví dụ khác đi. Cái đây là cái tai nghe của Real Fit là 69k. Thì các bạn trải nghiệm là với 69k bằng một cái ly trà sữa thì khách hàng sẽ được những gì. Chứ các bạn đừng có gọi là xạo nó quá. Mình thấy là rất nhiều anh em gặp gặp nhau giống nhau là nói quá. À, xưa giờ đối với mình bán hàng là nói thực tế chứ không phải nói quá. Dĩ nhiên là mình cũng có những cái là nó là số 1, mình nói nhít từng xíu thôi bạn, đó là bình thường do cái sở thích của bạn thôi. Nhiều khi sản phẩm nó mình thấy ok rẻ nhưng mà mình thích nó quá, bạn có thể nói nhít xíu nhưng đừng nói quá. Ví dụ như cái tai nghe này với giá khuyến mại thì nó còn khoảng 69k, mà bạn cầm lên bạn nói một cái tai nghe giá 69k nhưng bạn có chất lượng âm thanh hay hơn chiếc tai nghe 1 triệu, đó là bạn xạo rồi. Xạo này, ông này xạo nè, hoặc là ông chưa nghe cái tai nghe 1 triệu rồi, chứ làm sao mà 69k mà hay hơn triệu được bạn. Từ khi nghe là tai nghe 1 triệu đó là tai nghe pha ke thôi, chứ 1 triệu nó giá nó khác nhau nhiều lắm bạn. Nhưng mà bạn có thể nói là 69k nhưng mà bạn có thể nghe được cái âm thanh chất lượng giống như ở ở cái giá tầm tiền đó, là 100 mấy, 200 mấy, 300 thì nghe nó ổn hơn các bạn. Nhưng mà cũng đừng có so sánh với cái hãng khác bạn, tại vì bạn có 69k thôi. Còn nếu thật sự mà muốn so sánh thì bạn cứ cầm hai cái tai nghe đó cùng phân khúc giá bạn so đi.
Còn đừng nên nói quá là người ta nghe có 100, 200k, bạn nói nghe hay hơn người ta nghe 1 triệu là trời. Và là bậy quá rồi các bạn. Như đây mình có đóng tai nghe nè các bạn. Tai nghe này 5 triệu mấy, gần 6 triệu nè các bạn. Rồi cái tai nghe này thì khoảng 2 triệu mấy các bạn. Nghe nó khác liền các bạn. Ngoài cái vấn đề âm thanh bạn nghe nó khác nhau và cái trải nghiệm khi các bạn cầm, bạn sờ nắm cái phần thiết kế, cái phần gia công nó khác nhau các bạn ạ. Không có cái gì mà thực tế nói mình mỗi sản phẩm nó sẽ phù hợp đối tượng khách hàng khác nhau, nhưng không có cái gì mà ngon bỏ rẻ các bạn. Giống như các bạn ví dụ như giờ thí dụ mình ví dụ là các bạn sinh viên học sinh thì ok, bạn muốn ít tiền thì các bạn có thể mua một tai nghe giá rẻ vài trăm ngàn, nhưng mà sau này bạn đi làm hay bạn có điều kiện hơn thì bạn quan tâm hơn thì bạn mua cái tai nghe cao hơn, nó là vậy thôi, tùy cái nhu cầu của mình mà chọn lựa. Còn thực tế mà nói thì các thiết bị công nghệ nó chỉ là một cái công cụ thôi, nó phục vụ cho cuộc sống mình tốt hơn thôi. Cái tai nghe 69k, hai cái tai nghe vài trăm ngàn, hai tai nghe vài chục triệu, hai tai nghe vài chục triệu thì nó đều giải quyết một vấn đề rất là tinh tế trong cái xã hội bây giờ, đó là khi các bạn đi thang máy, các bạn ở quán cà phê, các bạn muốn đàm thoại, các bạn muốn giải trí, các bạn muốn học online, thay vì bạn mở loa ngoài qua nó phiền mọi người, thì tất cả các tai nghe này nó đều giải quyết được vấn đề đó là tinh tế, các bạn nghe nhạc giải trí nó không phiền mọi người. Còn dĩ nhiên cái chuyện mà nghe hay hơn hay không thì mình không không bàn, tại giá nó khác nhau, nhưng mà nó đều giải quyết được vấn đề, nó đều cho bạn nghe cái trải nghiệm nghe nhạc giải trí đều được nghe được hết đó, thì rõ ràng. Còn khi nào các bạn có tiền hơn thì nó có nhiều cái lựa chọn trong phân khúc đó thì chúng ta lựa chọn. Còn đó là cái câu chuyện mà mình nói về câu chuyện bán hàng. Giờ quay tiếp theo nữa, đầu tiên các bạn muốn bán hàng trên bất kỳ một nền tảng nào đó thì các bạn khi mà các bạn ra một cái sân chơi thế giới, đầu tiên thì các bạn phải học luật. Học thì nghe nó ghê gớm quá, đâu có gì đâu bạn, nó có những trang quy định luật, những cái quy định của cái nền tảng đó để bạn xem. Nhất là giờ các nền tảng thì khi mà các bạn chạy quảng cáo thì nó sẽ hạn, có những từ mà nó hạn chế bạn nói láo, giống như là bạn nói tốt nhất là nó hạn chế, nó không cho liền. Làm sao bạn giống như bạn nói cái tai nghe này tốt nhất là bạn xạo rồi. Bạn biết là trên thế giới này phải nói là có hàng triệu, hàng tỷ công ty tai nghe luôn, từ thương hiệu lớn đến thương hiệu nhỏ, và bảo đảm là cả nghe mình là một người tìm hiểu đồ công nghệ, nhiều khi mình cũng bất ngờ, ủa tại sao có một cái hãng rất là lớn, rất là nổi tiếng nha, nhưng mà trước đó mình không biết. Đó, đó là một cái ví dụ, nên đừng dùng từ tốt nhất hay là số 1 thế giới, xạo rồi. Ông dùng được bao nhiêu sản phẩm mà ông biết số 1 thế giới. Giống như mình dùng cái điện thoại này bảo là số 1, nhưng mà biết trên thế giới thì có biết bao nhiêu hãng, bạn có dùng hết được bao hãng chưa? Đúng không? Đó, thì đó là cái câu chuyện mà mình chia sẻ. Bây giờ mình muốn bán được hàng thì đầu tiên mình tìm hiểu nền tảng xong.